Quân đội Israel ngày 8 tháng 8 đã ra lệnh sơ tán trên diện rộng các khu vực xung quanh thành phố Khan Yunis thuộc miền nam giải Gaza, đồng thời cho biết các lực lượng của nước này sẽ nhanh chóng triển khai trong khu vực để đáp trả vụ tấn công bằng rocket. Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái, quân đội Israel đã nhiều lần quay trở lại các khu vực ở giải Gaza mà lực lượng này từng càn quét trước đó. Khan Yunis thành phố lớn thứ hai ở giải Gaza đã bị phá hủy gần như hoàn toàn sau những đợt tấn công trên không và trên bộ của Israel từ đầu năm nay. Giải Gaza hiện phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do các biện pháp hạn chế của Israel đối với viện trợ và giao tranh đang diễn ra khiến khả năng tiếp cận các nguồn cung cấp y tế, thực phẩm và những nguồn cung thiết yếu khác trở nên khó khăn hơn. Cơ quan y tế tại giải Gaza ghi nhận số người thiệt mạng ở vùng lãnh thổ này đã lên tới gần 40.000 người. Cũng trong ngày 8 tháng 8, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, viết tắt là OCHA, dẫn số liệu từ các đối tác ghi nhận hàng nghìn người dân Gaza một lần nữa phải di rời khỏi một số khu vực thuộc thành phố Khan Yunis sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán mới. OCHA đánh giá lệnh sơ tán ảnh hưởng đến người dân ở phía đông và trung tâm Khan Yunis cũng như khu vực Al-Sakwa của thành phố Deanbala. OCHA cho biết Ước tính ban đầu từ các đối tác cho thấy có hơn 15.500 người đã sinh sống ở những khu vực đó, bao gồm hơn 30 khu dân cư. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột tôn trọng các nghĩa vụ của họ theo luật nhân đạo quốc tế, trong đó có nghĩa vụ bảo vệ dân thường và tài sản dân sự. OCHA cũng kêu gọi tạo điều kiện cho dân thường được đến các khu vực an toàn hơn và cho phép họ trở về ngay khi hoàn cảnh cho phép. nếu Iran và các lực lượng đồng minh cùng triển khai tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV, khả năng hệ thống phòng không của Israel không thể chống đỡ được. Chia sẻ với hãng tin Sputnik, ông Yuri Liamin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Nga, cho hay cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng 4 đã đẩy hệ thống phòng không của Israel đến giới hạn, dù Iran chưa sử dụng các loại tên lửa tốt nhất trong kho vũ khí còn Israel đã nhận được sự hỗ trợ từ phía Mỹ và các đồng minh. Một cuộc tấn công đồng thời có sự phối hợp và quy mô lớn hơn từ Iran, Iraq, Yemen và Liban có thể xuyên thủng hệ thống phòng không và tên lửa của Israel, ông Liami nói. Tôi cho rằng Israel không thể tăng cường đáng kể năng lực phòng không vào thời điểm này do chỉ cách quãng thời gian ngắn kể từ cuộc tấn công hồi tháng 4, ông Liami nói thêm cũng theo nhà phân tích người Nga, không phải ngẫu nhiên mà Mỹ tìm cách tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của Israel bằng cách triển khai thêm khí tài quân sự tới khu vực. Bình luận về năng lực của hệ thống phòng không vòm sắt nổi tiếng của Israel, ông Liamin cho rằng, giống như mọi hệ thống phòng không hiện có, không có gì đảm bảo khả năng bảo vệ là 100%. Một mặt, hệ thống phòng không có thể bị áp đảo bởi vụ phóng tên lửa hàng loạt. Mặt khác, UAV có thể khó bị phát hiện và đôi khi phòng không israel có thể để lọt một số uav ông liamin cho hay cũng theo ông với diện tích tương đối nhỏ israel có thể tạo ra một hệ thống phòng không nhiều lớp để đẩy lùi các cuộc tấn công nghiêm trọng nhược điểm là nhiều cơ sở quân sự chính phủ và công nghiệp quan trọng nằm tương đối gần nhau khiến chúng dễ bị tổn thương nếu hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa bị áp đảo ông liamin kết luận Iran hiện được cho là có khả năng tấn công Israel sau khi Israel bị cáo buộc là thủ phạm ám sát chỉ huy quân đội Hezbollah Fuad Sukar ở Beirut và thủ lĩnh chính trị Hamas Isman Haniyeh ở Tehran. Iran đã thề sẽ trả đũa Israel liên quan tới cái chết của ông Haniyeh. Ngày 8 tháng 8, tân thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, Yahya Sinwar đã thông báo với các nhà trung gian Ai Cập lập trường không khoan nhượng đối với những điểm bế tắc cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Các nguồn tin thân cận với nhà hòa giải nhận định việc ông Sinwar được bổ nhiệm làm thủ lĩnh chính trị của Hamas có thể cản trở tiến trình đàm phán vốn đã căng thẳng vì lập trường cứng rắn của nhân vật này. Cũng theo các nguồn tin, ngay sau khi được bổ nhiệm, Ông Shinwa đã liên lạc với các nhà trung gian Ai Cập để truyền đạt thông điệp của mình về thỏa thuận ngừng bắn. Trong đó có các điều kiện như Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, trả tự do cho các nhân vật Palestine cấp cao bị giam giữ. Ngoài ra, tân thủ lĩnh chính trị Hamas còn thông báo với phía Cairo rằng ông hoàn toàn phản đối việc chính quyền Palestine điều hành giải Gaza sau xung đột cũng như bác bỏ khả năng triển khai lực lượng đa quốc gia ở khu vực lãnh thổ này trong giai đoạn hậu xung đột để duy trì an ninh cho đến khi các cuộc bầu cử được tổ chức. Ngày 6 tháng 8, phong trào Hamas của Palestine chính thức tuyên bố ông Yahya Sinwar là người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào này sau khi thủ lĩnh Isman Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31 tháng 7. Ông Sinwar là người đứng đầu của Hamas ở giải Gaza và được coi là một trong những người hoạch định kế hoạch của cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng này và các đồng minh vào Israel, dẫn tới chiến dịch quân sự trả đũa của Israel vào vùng đất này suốt 10 tháng qua. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 15 tháng 8 tới tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, sau lời đề nghị từ Mỹ và các bên trung gian, Israel sẽ cử phái đoàn đàm phán đến địa điểm được xác định vào ngày 15 tháng 8 nhằm hoàn thiện các chi tiết và triển khai thỏa thuận khung. Trong tuyên bố chung đưa ra trước đó, các nhà lãnh đạo Ai Cập, Qatar và Mỹ đã kêu gọi Israel và phong trào Hamas nối lại các cuộc đàm phán khẩn cấp vào ngày 15 tháng 8 tại Toha hoặc Cairo để giải quyết mọi khác biệt còn lại trong thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất ở giải Gaza và bắt đầu thực hiện thỏa thuận này mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Tuyên bố chung nhấn mạnh đã đến lúc ký kết một thỏa thuận ngừng bắn cũng như trao đổi con tin và tù nhân. Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ai cập và quốc vương Qatar ngày 8 tháng 8 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel và Hamas sớm hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn và phóng thích con tin ở Gaza. Tuyên bố chung nêu rõ, Mỹ, Ai Cập và Qatar trong nhiều tháng qua đã nỗ lực làm trung gian hòa giải trong một thỏa thuận khung dựa trên các nguyên tắc từng được Tổng thống Joe Biden công bố hôm 31 tháng 5 và được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ. Tuyên bố chung kêu gọi Israel và Hamas nối lại đàm phán vào ngày 15 tháng 5 ở Doha hoặc Cairo nhằm thu hẹp các bất đồng còn lại và bắt đầu thực hiện thỏa thuận sớm nhất có thể. Lãnh đạo Mỹ, Ai Cập và Qatar cũng khẳng định nếu cần thiết, với vai trò là các nhà trung gian hòa giải, các nước này sẵn sàng đưa ra một đề xuất cuối cùng nhằm giải quyết các bất đồng xung quanh việc thực hiện thỏa thuận và đề xuất này sẽ đáp ứng được kỳ vọng của tất cả các bên giới chức mỹ những ngày qua nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn và con tin ở gaza là cách duy nhất để giảm căng thẳng khu vực vốn đã lên tới mức cao nhất sau so vụ một thủ lĩnh quân sự hezbollah ở liban và lãnh đạo chính trị của hamas ở iran bị sát hại tuần trước chính quyền tổng thống biden đã tìm cách gian đe iran và hezbollah không tấn công trả đũa israel đồng thời thúc đẩy các nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho tình hình ở trung đông